Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Khuyến khích cán bộ sai phạm xin từ chức. Đã giám sát tối cao rồi mà sao cháy nổ vẫn nhiều. Vụ cướp hơn 10 năm mới xét xử và lời thì thầm xúi phạm tội. Chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng rồi trốn vào chùa để sám hối. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Khuyến khích cán bộ sai phạm xin từ chức. Quý vị thân mến, khuyến khích cán bộ sai phạm xin từ chức giống như bước khởi đầu của quá trình xây dựng văn hóa từ chức trên quan trường. Bộ Chính trị vừa ban hành chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật. Trong đó, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ đã bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút thì tự nguyện xin từ chức. Đây là một chủ trương kịp thời và đúng đắn nhằm góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Hai cơ quan được giao thực hiện việc này một cách đồng bộ là Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, khuyến khích cán bộ sai phạm xin từ chức không hề đơn giản vì văn hóa từ chức vẫn còn xa lạ với phần lớn cán bộ hiện nay. Cán bộ sai phạm phải có nhận thức hành động càn quấy của họ thông qua phê bình và tự phê bình không. Rất hiếm, chủ yếu cán bộ sai phạm bị phanh phui, hầu hết đều nhờ quá trình kiên trì và tận tụy của lực lượng chức năng. Cho nên phần lớn cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách đều không dễ gì tự nhận thấy năng lực hạn chế và uy tín giảm sút. Để động viên cán bộ sai phạm xin từ chức, Bộ Chính trị giao cấp có thẩm quyền, căn cứ tình hình thực tế, xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu cán bộ từng bị kỷ luật chứng minh bản thân khắc phục tốt những sai phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương ứng. Thế nhưng cánh cửa mở ấy vẫn quá hẹp đối với những cán bộ sai phạm, kém thức tỉnh và ít tu dưỡng. Văn hóa từ chức không thể xuất hiện trong những kẻ đã có tư tưởng lệch lạc và lối sống tha hóa. Khi cán bộ sai phạm không chịu từ chức thì chỉ còn giải pháp là cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Khuyến khích cán bộ sai phạm xin từ chức giống như bước khởi đầu của quá trình xây dựng văn hóa từ chức trên quan trường. Văn hóa từ chức đề cao sự tự trọng và sự liêm sỉ, đó là hai tố chất tối thiểu của một cán bộ biết cống hiến cho sự nghiệp chung. Để hình thành văn hóa từ chức không thể trông chờ vào khả năng giác ngộ đột ngột của từng cá nhân bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách, mà phải được vun đắp từ bản lĩnh đấu tranh ở mỗi đơn vị. Văn hóa từ chức chỉ xuất hiện khi kẻ xấu cảm thấy lạc lõng giữa những người tốt, kẻ gian manh cảm thấy bơ vơ giữa những người ngay thẳng. Muốn vậy, mỗi cán bộ và mỗi đảng viên phải cam đảm và bền bỉ đấu tranh với từng biểu hiện tiêu cực xảy ra xung quanh mình. Văn hóa từ chức nói cho cùng là sự phục hồi nhân phẩm đáng trân trọng nhất trong vòng xoáy danh lợi. Nếu đồng nghiệp cứ bao che đồng nghiệp, cấp dưới cứ nể nang cấp trên thì văn hóa từ chức vẫn chìm khuất và mơ hồ. Đã giám sát tối cao rồi mà sao cháy nổ vẫn nhiều. Thưa quý vị, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Quốc hội khóa 14 đã giám sát tối cao về phòng cháy chữa cháy, đã đi nhiều tỉnh thành phố, ban hành nghị quyết về phòng cháy chữa cháy. Nhưng hiện nay, tình hình cháy nổ rất nhiều. Tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Ủy ban Quốc phòng An ninh tái giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy, bà Nga nói. Chiều ngày 14 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 8/2022. Theo trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình, cử tri đặc biệt quan tâm, theo dõi và hoan nghênh hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, nhất là tại phiên họp thứ 14 đã tổ chức chất vấn về một số vấn đề có ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân. Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội, hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới. Theo ông Bình, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc mặc dù đã có các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhưng các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện tượng động đất diễn ra liên tục ở Kon Tum, tình trạng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số địa phương xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu gây nguy cơ lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp có xu hướng lan rộng. Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, phản ánh về tình trạng một số cây xăng, cửa hàng, bán lẻ xăng dầu đóng cửa,
tạm ngừng bán ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Tình trạng người lao động Việt Nam bị các đối tượng xấu lừa gạt, dụ dỗ sang Campuchia. Một số trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm học 2022-2023, tăng mạnh so với các năm học trước. Việc quản lý dữ liệu thông tin cá nhân người dùng điện thoại di động của các nhà mạng chưa đạt hiệu quả. Tình trạng mua bán thông tin cá nhân, ông Bình nói. Ngoài ra, theo ông Bình, cử tri và nhân dân còn kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng mức hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đẩy mạnh chất lượng công tác dự báo thời tiết, phòng chống lụt bão, hạn chế tối đa thiệt hại do tình trạng ngập úng xảy ra tại các đô thị và thành phố lớn trước những diễn biến thời tiết bất thường, cực đoan trong thời gian qua. Báo cáo của Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thanh tra, kiểm tra và xử lý các cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nếu có vi phạm, có biện pháp quyết liệt hơn để xử lý các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ lao động trái phép, có giải pháp căn bản giải quyết tình trạng ngập úng tại các đô thị và thành phố lớn hiện nay. Cùng với đó, chỉ đạo các trường đại học cần có lộ trình tăng học phí phù hợp, có chính sách hỗ trợ đối với những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học, có những quy định cụ thể để quản lý chặt chẽ, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng điện thoại di động, có các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do xâm nhập mặn gây ra, tăng cường các biện pháp kịp thời, hiệu quả phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đề nghị tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, ông Bình nói. Góp ý vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đánh giá cao việc cơ quan nhà nước có những chỉ đạo, biện pháp để giảm giá xăng dầu thời gian vừa qua. Bà Nga đề nghị cần quan tâm đến việc phòng chống tội phạm mua bán người, tránh để xảy ra trường hợp người Việt bị mua, bán sang một số nước khác. Bà Nga nêu thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ cháy, có vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm chết nhiều người. Bà Nga cho biết, Quốc hội khóa 14 đã có giám sát tối cao về phòng cháy chữa cháy, đã đi nhiều tỉnh, thành phố, ban hành nghị quyết phòng cháy chữa cháy. Nhưng hiện nay, tình hình cháy nổ rất nhiều. Tôi đề nghị giao cho Ủy ban Quốc phòng An ninh tái giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy, bà Nga nói. Vụ cướp hơn 10 năm mới xét xử và lời thì thầm xúi tội phạm. Thưa quý vị, trong thời gian được tại ngoại để chữa bệnh tâm thần, bị cáo tấn công người phụ nữ cướp ô tô ở trung tâm thương mại đã lấy vợ sinh con. Hôm nay ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Phạm Đức Hoàn, sinh năm 1981 ở Hòa Bình ra xét xử tội cướp tài sản. Theo cáo buộc, khoảng 11:30 ngày 9 tháng 6, 2010, Hoàn đi từ nhà trọ ở quận Hoàng Mai đến khu vực đầu phố Thái Phiên, Hà Nội. Trên đường đi, bị cáo nhặt nửa viên gạch ở ven đường, cho vào một túi vải. Hoàn đi vào trung tâm thương mại Vimcom trên đường Bà Triệu để xem có ai đi ô tô thì tấn công cướp tài sản. Đến khoảng 12:05 cùng ngày, bị cáo quan sát thấy chị Phạm Hương Lan, sinh năm 1975 ở Đống Đa, lái chiếc xe ô tô Hyundai i30 đến đỗ xe ở tầng hầm. Khi chị Lan đeo túi sách đi bộ đến cầu thang bộ lên tầng trên, Hoàn bám theo dùng túi vải bên trong có nửa viên gạch, đập một phát vào đầu bên phải của chị Lan, làm nạn nhân ngã xuống sàn. Bị tấn công bất ngờ, chị Lan hô, cướp, cướp. Lúc này bị cáo tiếp tục dùng túi vải đựng gạch đập vào đầu chị Lan làm chị bị choáng bất động. Hoàn lấy đi chiếc túi sách bên trong có chìa khóa ô tô, thẻ từ, điện thoại Nokia, ví đựng 10 triệu đồng cùng một số tài sản, giấy tờ khác của chị Lan. Anh ta đi ra khu vực chị Lan gửi xe trong tầng hầm, lấy chìa khóa mở xe ô tô và lái xe đi khỏi trung tâm thương mại tẩu thoát. Về phía nạn nhân, được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị choáng, tổn hại 6% sức khỏe. Theo cáo buộc, Hoàn mang xe ô tô đi cầm cố không được vì chiếc xe đang trả góp ngân hàng. Bị cáo đã điều khiển chiếc xe đến gửi tại bãi xe thuộc chợ đầu mối phía Nam lấy tiền trong ví tiêu, còn chiếc điện thoại anh ta mang cho bạn gái.